nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đảm bảo tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với công dân Việt Nam về từ vùng dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi khảo sát tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế. Dự kiến trung tâm sẽ là địa điểm tiếp nhận cách ly y tế công dân về từ vùng dịch. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế có vị trí 161 Nguyễn Khoa Văn, thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Qua khảo sát cho thấy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế có đầy đủ điều kiện vật chất để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận cách ly y tế tập trung và có khả năng tiếp nhận cách ly tối đa 600 người. Dù chưa chính thức tiếp nhận trường hợp nào, nhưng địa điểm này luôn sẵn sàng cơ sở vật chất để tham gia công tác cách ly y tế phòng chống dịch bệnh. Ngoài Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế, hiện tại tỉnh đã thực hiện phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, gồm trung tâm huấn luyện của Trung đoàn 176 với khả năng tiếp nhận 200 người, trường cao đẳng nghề 23 Bộ Quốc phòng với khả năng tiếp nhận 400 người, chung cư Hương Sơ, thành phố Huế, 2 block với khả năng tiếp nhận 200 người. Để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế chủ động lên phương án bảo đảm trang bị, vật tư y tế cần thiết, vệ sinh công cộng để tổ chức tiếp nhận, đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người dân thuộc diện cách ly. Đồng thời tổ chức tuyên truyền thông tin đến người dân địa phương phải làm sao để cho người dân hiểu đúng, hiểu đủ về dịch bệnh COVID-19, từ đó cùng chung tay với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.